những bức hình chụp lại cảnh một bác bảo vệ thoải mái nghịch ngợm cùng chú chó bên vỉa hè gây chú ý. Theo đó, chú chó có vẻ rất thân quen, cùng bác bảo vệ chơi đùa với cái ống nước rỗng. Bác giơ cái que nhỏ có cọc dây với ống nước lên cao, chú chó lại nhảy theo vui vẻ. Lát sau thấm mệt, chú ta nằm bệt xuống vỉa hè rồi bị bác bảo vệ trêu chọc. Bác bảo vệ và chú chó cương đùa nghịch cùng nhau vui vẻ. Bác làm bảo vệ, nhận nuôi nó từ khi còn bé tí, đi cùng đi, ăn cùng ăn không rời nửa bước. Khách đông thì bác làm việc, nó lại nằm ngoan một góc. Không có khách thì hai cha con chơi đùa cùng nhau. Đôi khi cuộc sống chỉ cần có vậy. Đây là câu chuyện được thể đính kèm với những tấm hình về bác bảo vệ và con chó nhỏ. Đọc xong, người ta lại thấy rưng rưng. Hóa ra, con chó là một người bạn của bác bảo vệ. Nó ngoan lắm, luôn biết đùa vui với những thời gian rảnh rỗi hiếm hoi của bác. Khi bác bận, chú ta lại nằm một góc, chẳng nghịch ngợm cùng ai. Thấy hạnh phúc quá, như một người bạn đồng hành vậy. Nhìn mặt con chó cũng thấy nó vui luôn đó, thật là hình ảnh quá đẹp, một dân mạng bình luận.